Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 169, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập. Bài tập 1, đề bài yêu cầu chúng ta viết số đo thích hợp vào ô trống. Ở câu A, cô có một bảng. Dòng đầu tiên, cô có hình lập phương. Dòng thứ hai là độ dài cạnh. Hình lập phương thứ nhất có độ dài cạnh là 12 cm. Và hình lập phương thứ hai có độ dài cạnh là 3,5m. Như vậy, với câu A, chúng ta sẽ áp dụng các công thức để tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương để viết được các số đo thích hợp vào ô trống. Tương tự với câu B, cô có hình hộp chữ nhật 1 và 2 với các kích thước chiều cao, chiều dài, chiều rộng đã cho sẵn. Việc của chúng ta đó là áp dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật để viết các số đo còn thiếu vào ô trống. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 1. Đầu tiên, hình lập phương thứ nhất có độ dài cạnh là 12 cm. Chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh của hình lập phương này. Diện tích xung quanh của hình lập phương sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 4. Như vậy đầu tiên, chúng ta sẽ phải tính diện tích một mặt của hình lập phương 1. Diện tích một mặt của hình lập phương 1 sẽ bằng cạnh nhân với cạnh. Ta có 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 1 bằng 2. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 1 bằng 1. Cô cộng các tích 4 hạ 4. 2 cộng 2 bằng 4. 1 hạ 1. Như vậy, diện tích xung quanh sẽ bằng diện tích một mặt 144, tiếp tục nhân với 4. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 4 bằng 16, nhớ 1 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 4 nhân 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, viết 5. Vậy là chúng ta đã có số đo 576 cm². Đây chính là diện tích xung quanh của hình lập phương 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình lập phương chính bằng diện tích một mặt nhân với 6. Chúng ta đã biết diện tích một mặt bằng 144. Ta sẽ lấy 144 nhân với 6. 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 4 bằng 24, nhớ 2 bằng 26, viết 6 nhớ 2. 6 nhân 1 bằng 6, nhớ 2 bằng 8, viết 8. Như vậy, cô được kết quả là 864 cm². Đây chính là diện tích toàn phần của hình lập phương 1. Tiếp theo, chúng ta tính thể tích của hình lập phương. Thể tích của hình lập phương sẽ bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Ở đây chính bằng 12 nhân 12 nhân 12. Mà ta đã biết 12 x 12 bằng 144. Như vậy ta sẽ lấy 144 x 12. 2 x 4 bằng 8. 2 x 4 bằng 8. 2 x 1 bằng 2. 1 x 4 bằng 4. 1 x 4 bằng 4. 1 x 1 bằng 1. Cô cộng các tích. 8 hạ 8. 8 cộng 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6. Nhớ 1 bằng 7. Viết 7. 1 hạ 1. Như vậy, cô có số đo thể tích là 1728 cm³. Các con lưu ý đơn vị đo thể tích. Tương tự, chúng ta làm với hình lập phương 2 có độ dài cạnh bằng 3,5m. Diện tích xung quanh của hình lập phương này sẽ bằng 3,5 nhân 3,5 nhân 4. 5 x 5 bằng 25, viết 5, nhớ 2. 5 x 3 bằng 15, nhớ 2 bằng 17. 3 x 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 3 x 3 bằng 9, nhớ 1 bằng 10. Cô cộng các tích. 5 hạ 5, 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 1 cộng 0 bằng 1, nhớ 1 bằng 2, viết 2. 1 hạ 1. Phần thập phân của số thập phân có 2 chữ số. Như vậy, cô sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.
Cô tiếp tục lấy kết quả vừa tìm được, 12,25 nhân với 4. 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 2 bằng 8, nhớ 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, viết 9. 4 x 1 bằng 4. Phần thập phân của số thập phân có 2 chữ số. Cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số. Như vậy là cô được kết quả 49 mét vuông. Tiếp tục chúng ta sẽ tính diện tích toàn phần của hình lập phương 2. Diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6. 6 x 5 bằng 30, viết 0, nhớ 3. 6 x 2 bằng 12, nhớ 3 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 6 x 2 bằng 12, nhớ 1 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 6 x 1 bằng 6, nhớ 1 bằng 7, viết 7. Phần thập phân của số thập phân có 2 chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 73,5 mét vuông. Cuối cùng chúng ta tính thể tích. Ta cũng lấy cạnh, nhân cạnh, nhân cạnh. Ta đã biết cạnh nhân cạnh bằng 12,25. Như vậy chúng ta chỉ việc lấy 12,25 nhân với 3,5. 5 x 5 bằng 25, viết 5, nhớ 2. 5 x 2 bằng 10, nhớ 2 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 5 x 2 bằng 10, nhớ 1 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 5 x 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6. 3 x 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, nhớ 1 bằng 7, viết 7. 3 x 2 bằng 6, 3 x 1 bằng 3. Cô cộng các tích. 5 hạ 5. 2 cộng 5 bằng 7. 1 cộng 7 bằng 8. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 nhớ 1 bằng 4, viết 4. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 3 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 3 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả là 42,875 mét khối. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con câu A bài tập 1. Đến với câu B, chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thứ nhất có chiều cao bằng 5cm, chiều dài bằng 8cm và chiều rộng bằng 6cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sẽ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao, hay chính bằng tổng của chiều dài và chiều rộng nhân 2 rồi nhân với chiều cao. Ta có chiều dài của hình hộp chữ nhật thứ nhất bằng 8, chiều rộng bằng 6, ta lấy 8 cộng 6 bằng 14. Cô tiếp tục lấy 14 nhân 2 bằng 28. Sau khi đã tìm được chu vi đáy, cô lấy chu vi đáy là 28 nhân với chiều cao bằng 5. 5 x 8 bằng 40, viết 0, nhớ 4. 5 x 2 bằng 10, nhớ 4 bằng 14. Như vậy, cô được diện tích xung quanh bằng 140 cm2. Tiếp tục chúng ta tính diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy nhân 2. Ta có diện tích đáy sẽ bằng 6 x 8 bằng 48. Diện tích xung quanh bằng 140. Như vậy, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 1 sẽ bằng 140 cộng với 48 nhân 2. Cô thực hiện phép tính nhân trước. 2 x 8 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. 0 cộng 6 bằng 6. 4 cộng 9 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 1 bằng 236cm2.
Cuối cùng, chúng ta tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Ta có 8 nhân 6 nhân 5 chính là biểu thức để tính thể tích hình hộp chữ nhật thứ nhất. 8 nhân 6 bằng 48. 48 nhân 5, chúng ta đặt tính ra nhé. 5 x 8 bằng 40, vết 0 nhớ 4. 5 x 4 bằng 20, nhớ 4 bằng 24. Như vậy, thể tích của hình hộp chữ nhật thứ nhất bằng 240 cm3. Chúng ta tiếp tục đến với hình hộp chữ nhật thứ hai. Đầu tiên, ta tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thứ hai sẽ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Ta có chu vi đáy của hình hộp chữ nhật này bằng 1,2 cộng 0,5 đóng mở ngoặc nhân 2. Hay chính bằng 1,7 nhân 2. Và bằng 3,4. Chu vi đáy bằng 3,4, chúng ta lấy 3,4 nhân với chiều cao là 0,6. 3,4 nhân 0,6. 6 nhân 4 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 6 nhân 3 bằng 18, nhớ 2 bằng 20. 0 nhân 4 bằng 0, 0 nhân 3 bằng 0. Cô cộng các tích 4 hạ 4, 0 cộng 0 bằng 0, 2 cộng 0 bằng 2. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 2,04, chính là số đo của diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật 1. 2,04 mét vuông. Tiếp tục, chúng ta tính diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của hai đáy. Chúng ta tính diện tích đáy của hình hộp chữ nhật 2. Đáy của hình hộp chữ nhật 2 sẽ bằng 1,2 nhân 0,5. Ta có 5 nhân 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 nhân 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, viết 6. 0 nhân 2 bằng 0, 0 nhân 1 bằng 0. Cô cộng các tích và viết dấu phẩy. Như vậy, cô được kết quả là 0,6. Đây là diện tích một đáy của hình hộp chữ nhật thứ hai. Chúng ta lấy số đo này nhân với 2 để ra diện tích hai đáy. 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1. Viết dấu phẩy, cô được kết quả bằng 1,2. Như vậy, cô sẽ lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy bằng 2,04 cộng 1,2. 4 hạ 4, 0 cộng 2 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3. Viết dấu phẩy ở tổng, cô được kết quả bằng 3,24 mét vuông. Cuối cùng, chúng ta sẽ tính thể tích của hình hộp chữ nhật này. Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 sẽ bằng 1,2 nhân 0,5 nhân 0,6. Chúng ta đã có 1,2 nhân 0,5 bằng 0,6. Ta tiếp tục lấy tích vừa tìm được nhân với chiều cao. 0,6 nhân 0,6 bằng 6 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 6 x 0 bằng 0, nhớ 3 bằng 3. 6 x 0 bằng 0, 0 x 0 bằng 0. Cô cộng các tích. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số, cô viết dấu phẩy. Như vậy, cô thu được kết quả là 0,36 mét khối. Vừa rồi, cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, trang 169, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lờigiảihay.com. Cô chúc các con học tốt!